Cuốn sách nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người từ khi chưa ra mắt. Bất chấp những nỗ lực ngăn cản từ chính quyền Washington, cuốn sách đã được phát hành vào ngày hôm nay, 5 tháng 1, sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Với tên gọi Fire and Fury, Inside the Trump White House, tạm dịch là lửa và cuồng nộ bên trong Nhà Trắng của Trump. Cuốn sách được viết dựa trên hơn 200 cuộc phỏng vấn trong thời gian hoạt động ở Nhà Trắng, hé lộ nhiều thông tin về Trump, gia đình và chính quyền của ông. Sách cũng đăng tải nhiều ý kiến chỉ trích Trump và nội các, trong đó nổi bật nhất là ý kiến của cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon. Đáp lại động thái trên, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ ông Steve Bannon, cho rằng ông mất trí. Về phía Nhà Trắng, thư ký báo chí Sarah Sanders mô tả lửa và cuồng nộ chứa đầy những lời dối trá và toàn những tin đồn lá cải. Các luật sư của ông Trump đã gửi một bức thư đến ông Bannon, lên án vị cựu chiến lược gia Nhà Trắng đưa ra những phát ngôn làm ô danh gia đình Tổng thống, cũng như vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin mà ông đã ký khi làm việc cho ông Trump. Bức thư cũng đồng thời yêu cầu ngừng phát hành cuốn sách, tuy vậy chỉ nhận được sự phản đối của cả tác giả lẫn nhà xuất bản. Thank you.